Hello, everybody, welcome to Health với KT. Chào các bạn, chào các bạn đã quay lại với kênh Health với KT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game anime Naruto ha, phiên bản màn hình đứng, phiên bản phi khá là hôm bơ nha các bạn ơi. Quay được ra cả tướng mới, tướng tướng hiếm, tướng VIP luôn nha. Nhưng mà vẫn theo quy luật của những con game hiện nay ha, chúng ta vẫn phải chạy nhiệm vụ tân hữu nha các bạn, không chạy là Sugana hết đó. Rồi thì đầu vô thì chắc là để đây đi, tí heo sẽ chạy nhiệm vụ tân hữu sau. Bây giờ chúng ta đến với thông tin server hả. Đây, nhanh gọn lẹ cho anh em vào chơi. Đây. Ủa, kéo đi đâu dữ vậy? Kéo cái này xuống mà nó không chạy, nó chạy cái gì á? Đây. Khai mở server S3 Conan Hỏa Long Nhẫn Giả phiên bản đấu trường siêu cấp. Up ban vào 13 giờ ngày 30 tháng 12 2022. Tải game Hỏa Chí .online ha. Trang chủ Hỏa Chí .online nè, chơi ổn định trên Android và PC. Tôi cho iOS rồi không có hả? Rồi. Rồi nạp đầu 100.000 nhận ngay full bộ trang bị 20 sao độc quyền Hỏa Long Nhẫn Giả. Treo đấu trường rớt đồ cực ngon, đá Kaguya, bạc Acep, VIP hộp 9-10 sao, trang bị 4-5 sao, Phi VIP 29 khi làm xong event long tin lai xe level 199. Ồ, vậy là max level luôn rồi. Hơn 200 triệu vàng, free code 100 tỷ bạc, 100 tỷ Acep Ninja, quỹ trưởng thành free 111 triệu vàng, quỹ gì free hơn 50 triệu một tầng, 1.300 Kaguya, 1.300 Kaguya cao cấp, 6.500 vé nguyên tố, bộ trang bị 10 sao, quy skin hot, update sắp tới nè ha, Inra Otosuki, Madara Susanoo, Tetsunade ba, gì à? Baikugo gì nè, đó, gì à? Zariza hiền nhân, thần trang 20 sao. Quà tân hữu được nhận khi vượt qua ải phần hướng dẫn trong game. Big update cập nhật đổi thưởng shop đấu trường và nguyên tố shop nguyên tố cho dân cài. Mát VIP 30, tướng 40 sao, 10.000 level, sách kỹ năng 3 skill. Trang bị đỏ mát 20 sao, nhận hụt đột phá level 4. Full tướng mới, quỷ thú mới, full skin mới, tăng quà nhiệm vụ ngày, đấu trường, ải cốt truyện, leo tháp, quà liên server, boss gia tộc, tăng tỷ lệ triệu hồi tướng, vẫn nhận đầy đủ tài nguyên phi ốp ha. Cộng đồng thân thiện, đội ngũ nhiệt tình nè, group Zalo, Facebook, hotline Zalo nè ha. Yeah, event ngày gì ở đâu? Event ngày nạp đầu 107 đều event ngày là gì ạ? Mỗi ngày nhận 10 mỗi giờ 100 đá Kaguya cao quý, 5 triệu vàng, thể lợi like share comment các kiểu nè. Ok rồi khuyến mãi nạp event long tin like share nè ha, phần quà 10 tỷ bạc, 10 tỷ vàng, VIP 29, event riêng server mới, nâng một ninja bất kỳ 30 sao, 35 sao, 40 sao, vượt ải tháp ninja tầng 900, ải vô tận tầng 900, map cốt truyện 600, điểm đấu trường 200.000, bài viết này được 100 like, 200 like, 300 like. Mỗi event chúng ta sẽ được 2 tỷ ha. 2 tỷ bạc, để coi không. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10 vậy là 20 tỷ. Wow, full event là 20 tỷ. Đó, nè đúng rồi, đây có ghi nè, 20 tỷ. À, nạp 500 ngàn nhận full quà event. À, và vẫn nhận được xu nạp và khuyến mãi nạp. À, ok, ok liền. Để heo chạy xong cái nhiệm vụ tân thủ rồi đi nhập code ha. À, nè, để đi xin code like share luôn cái đã. Rồi chạy nhiệm vụ xong và lên luôn level 200 nha các bạn. Các bạn biết làm sao để lên không? Các bạn chạy qua cái ải 5 nè. Đó, các bạn chỉ cần chạy qua 5 ải đầu là tự nhiên các bạn sẽ nhận được quà tân thủ hả? Đó, tướng rồi hero đây 100 tỷ A-Zip, 100 tỷ bạc nè ha. Đó, rồi VIP nè. Cái này là chỉ VIP 16 gì thôi. Rồi, ở đây có mảnh nữa nè ha. Godline xe heo cũng xin luôn rồi ha. Đó. Tí nữa là nhận luôn VIP 29 nữa là ngon ăn luôn. 200 triệu kim nguyên bảo nữa nè. Trong này có hero mặc định một số con nè ha. Đó. Rồi qua Godline xe nè. Đó. Rồi lụm nè. Đâu rồi? Hay ship VIP đâu? Đây. Đây xếp VIP nè, VIP 29 này nha anh em ơi. Ok man. Hôm. Đó, level 200. VIP 29. Ồ, 225 triệu kim nguyên bảo. Wow. Well. Đó, VIP 29. Rồi, tất nhiên là sẽ cắn hết đồ này rồi. Wow. Cái gì đây? Ninja vàng sử dụng mở khóa nguy hiệu. Ok. Cắn cái nữa nè. Đó. Hồn 5 sao, hổ lộc hồn 9 sao, hồn 10 sao. Kaguya thường, Kaguya cao cấp ha. Vé triệu hồi nguyên tố nữa nè. Đó. Gặm nhấm hết đi anh em ơi. Nào. Đó. Vâng, mua quà VIP cỡ dây thì tí ra là nhận quà tiêu phí là bao phê nha. Trời ơi, cỡ này thì thôi tiêu phí tới thứ gì luôn rồi anh em ơi. Đó, lụm hết, hết chưa? Rồi, hết rồi, tới đây là được rồi. Đó, event tiêu phí thì chắc nằm đây. Đây, thấy luôn. Vừa vô thấy liền, 60 triệu. Đó, nhận quà tiêu phí là thấy phê liền. 60 triệu kim nguyên bảo nha. Này, nhận được, bắt đầu nhận Madara lục đạo nè. Đó. Vậy là con đường của chúng ta là sẽ nắm chắc ở đây là Madara lục đạo nha anh em ơi. Vậy là nâng mấy con này là giờ là chỉ thiếu đúng cái là Kaguya và Kaguya cao cấp thôi. Càng lên 26, 27 sao đồ là Kaguya cao cấp cần nhiều lắm. Cần với một con số mà nhiều khi là mình nghĩ là chắc chỉ ngó thôi đó chứ ăn uống gì. Đây. Giờ là nhận tướng nè. Đó. Cứ thế. Rất nhiều luôn anh em ơi. Trời mới 3 triệu rưỡi thôi. À không. 40 mấy rồi. 40 triệu rồi. 45. Đây, 50. 55. Rồi hết rồi. Rồi ăn hai cái này nữa là nghỉ. Quá trời quá đất luôn. Ở đây còn gì nữa không? Nạp liên tục, quỹ trưởng thành, tạp hóa, shop, di sản, sự kiện. Rồi một số sự kiện gói quà, combat, thử xây, chocolate, thí luyện, yêu hải, tăng sao, đăng nhập. Rồi, đó, một đống luôn nè, 2, bởi gì 5, 10, 15, 20, 25 ha. Hơn 25 luôn, 27 con Madara lục đạo. À, vé triệu hồi nguyên tố 9.001 chứ không phải là 6.500 nha anh em. Wow, 9.001. Để coi ở đây đổi tướng ra sao. Ở đây cũng 200 điểm. 200 thì nếu mà chia cho 91 đi thì nó rơi vào khoảng 9 là 45 con. Wow, 45 con Madara lục đạo nữa. Ôi rồi ôi.
cộng với 27 con hiện có là 72 con. Ôi rồi ôi, nâng tới thứ gì luôn á anh em ơi. Đó rồi, chỉ có hiếu đúng cái là giờ là chúng ta chỉ có hiếu đúng có là Kaguya và Kaguya cao cấp thôi nha anh em ơi. Đó, điều gì đến cũng sẽ đến thôi. Quá thơm là thơm. Nào nào. Rồi rồi rồi, link heo sẽ để dưới phần mô tả nha. Anh em nào có chơi thì tải về, bấm vô là tải về liền. À, không thì có thể kéo xuống phần bình luận dưới video nha. Có luôn, bình luận có hết. À, link dễ tải, bấm vô cái tải liền. Và heo không phải admin nha. Nhiều anh em chơi game cứ nghĩ heo là admin rồi nhắn tin qua xin code rồi xin quà rồi này kia kia nọ. Heo không có mở game. À, rồi rồi, để nâng lên cho anh vài cấp để ngạo nghễ với thiên hạ tí nè. Madara, Madara lục đạo đồ. Rồi, 10 sao rồi hả ta? 9 sao hả? Thôi kệ nó đi. Đó, thích thì nâng lên thôi. Nhẫn thuật hình như ở trong túi có không ta? Đây không phải, đây trang bị. Nè, đó, nhẫn thuật đây cũng có nè. Không thì để vô shop coi coi. Đấu trường, ê, đấu trường để đấu vài trận coi. Nghe nói là đấu trường may mắn thì sẽ có đồ. Đâu rồi, đó. Xách con Madara vô đấu trường. Trời ơi, một phát một, đúng rồi. Ê, rồi, lỡ tay rồi, 200 gữ là thấy đi tâm rồi. Trời ơi. Wow, chiêu phân thân ngon vậy. Wow, 4-5 cái phân thân luôn. Trời ơi, có thể xem lại chiêu nãy nè. Đây, đây. Rồi, rồi, nè, chuẩn bị coi lại chiêu phân thân nè. Đẹp lộng lẫy luôn anh em. Này, chiêu này là không có gì ha. Đó. Rồi, nó bị tán một cái nữa. Rồi, nó bị tán thêm cái thứ hai. Và đây, đó, 5 con, 6 con. Wow, cực đẹp. Ok, ok, ok. Đó, chắc chắn là sẽ nâng con này rồi. Ok nha. Rồi, thôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Đó, game cực ngon. Nè, đi ra quay tướng cho coi nè. Đó, đây, đây, đây. Quay tướng đó, tướng mới nè. Tướng đó là mới đó. Nhưng mà phải triệt tiêu bởi cái vé này thế. Nào, đó, đó, tướng mới. Tướng mới cũng hình xui ra đây nè nè. Kasime mới nè. Đó, Sasuke, Uchiha đồ nè. Trời ơi. Đó, quay thường mà ra Naruto Bazon thì nói trời ơi luôn rồi. Thôi anh em chơi game vui vẻ nhé. Bye bye.